Dạ con xin kính chào cả nhà. Con tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì con tiếp tục làm thêm một cái lô hồng ngọc mai. Hôm trước thì con có giới thiệu với quý cô chú anh chị cái lô là 55.000, rồi 200.000, rồi 250.000, rồi 300 nữa. Thì hôm nay con có một cái lô này thì có giá là 900.000 đồng một cây. Thì một cây con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Cái này thì là loại lớn đó quý cô chú anh chị. Cái cây này thì nó đã được 6 tuổi rồi. Nó vừa tốt nghiệp mẫu giáo được lên lớp 1 rồi nha. Thì sau đây thì cái lô này thì chỉ có 10 cây thôi, thì được con đánh số từ số 1 cho đến số 10, thì quý cô chú anh chị theo dõi, thì quý cô chú anh chị thích cái loại nào á thì là hãy liên hệ với con nha. Thì sau đây con sẽ giới thiệu từng cây. Thì cái lô này nó đồng đều nhau về chiều cao kích thước, do đó là con chỉ đo tượng trưng một cây thôi, và những cây còn lại á thì con sẽ xây xung quanh gốc để cho quý cô chú anh chị xem. Thì đầu tiên á là con sẽ đo từ cái mặt đất lên tới cái phần mà giáp với cái thân á, thì nó cao là 34, là cái rễ của cái này á, nó ăn về chiều dài á, nó là dạng như rễ cọc đó quý cô chú anh chị, nên cái rễ của nó dài từ trên xuống tới đây luôn nè. Quý cô chú anh chị thấy, có thấy là cái bộ rễ của cái cây không? Rễ của cây nó rất là nhiều luôn á. Mình càng trồng càng lâu năm thì cái rễ nó càng dài càng đẹp. Thì khi những cái rễ dài này á, thì khi quý cô chú về á, mà mình khui cái thùng ra thì mình có thể thắt bính cho cây để mình tạo nên những cái kiểu dáng đẹp cho cây nha. Còn cái chiều dài của từ cái thân cây cho tới cái miệng chậu trên nó là 13. Cái dòng eo ở đây á, dòng eo ở đây là 10. Còn cái hoành của cái gốc là 19. Còn cái bệ của nó là mình tính, cái bệ nó là mình tính nguyên cái dòng ngoài đây luôn á là 41. Và chiều cao tổng thể từ mặt đất đi lên tới cái đọt cây là nó cao là 7. Nó cao 75 á quý cô chú anh chị. Thì cái lô này đồng đều nhau về chiều cao và kích thước, do đó là con chỉ đo một cây thôi. Thì sau đây thì con sẽ quay gần để cho quý cô chú anh chị xem. Thì con có đánh dấu là 1X, rồi 2X và 10X. Thì ba cây này có giá là 1 triệu đồng, con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc. Còn những cây còn lại thì có giá là 900 ngàn á quý cô chú anh chị. Rồi chị sẽ xây nha, em sẽ quay vòng vòng, em sẽ quay gần cho quý cô chú anh chị xem. Đây là cái bảng số 1. Những cái bảng này thì bộ đế nó rất là nhiều. Em quay từ tên xuống cho quý cô chú anh chị xem cái tàn của cái cây. Rồi, xong bảng số 1 nha. Tiếp theo là cái bảng số 2. Bảng số 2X này thì cũng có giá mà 1 triệu á quý cô chú anh chị. Bộ rễ của cây rất là dài, rất là khỏe luôn. Hồng ngọc mai thì quý cô chú anh chị biết rồi, thì hồng ngọc mai mình có thể vừa chơi hoa nè, mình chơi trái nè, cái trái màu đỏ. Cái trái màu đỏ rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Thì cái hồng ngọc mai này á, thì mình có hai cái cách nhân giống. Cái cách thứ nhất là mình sẽ dăm cành, còn cái thứ hai nữa thì là mình sẽ gieo hạt. Những cái lô này á, thì là mình dăm cành nha, tại vì khi mà mình dăm cành á, thì cái cây nó sẽ nhanh lớn hơn. Với cái thứ hai nữa là khi mình dăm cành á quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị có thấy những cái xù xì ở trên thân cây này nè, là những cái này nó sẽ phát triển thành cái rễ, thì nó sẽ mấy cái rễ của mình nó mới đẹp. Còn mình khi mà mình gieo hạt á, thì cái rễ cây nó không có đẹp bằng nha. Cái bạn này á, thì bạn giống như đang múa ba lê vậy đó, bạn đang lắc ngồi sang một bên, thì cái rễ ở bên dưới còn rất là nhiều luôn. Về thì quý cô chú anh chị có thể thỏa sức sáng tạo luôn nha. Đây là cái bảng số 3. Dạ tiếp theo đây là cái bảng số 4. Những cái bảng này thì chỉ có giá 900 ngàn thôi. Cái bảng này thì là bảng là dạng chân nôm nha. Cái này thì bảng có 3 chân chính, 3 chân thôi á, người ta mới nói là kiềng 3 chân là chỗ vậy á, là nó rất là chắc chắn luôn đó quý cô chú anh chị. Khi quý cô chú anh chị về thì có thể thỏa sức sáng tạo nha. Đây là cái bảng số 3, ủa số 4. Và tiếp theo là bảng số 5. Bảng số 5 thì cũng chỉ có giá là 900 ngàn thôi. Cây nào thì cũng bệ đế rất là nhiều. Cái cây này thì giống như con nói là nó đã được 6 năm tuổi rồi đó. Là mình thuần chậu cho cây từ nhỏ, từ cái lúc mà mình dăm cái cành nhỏ tới bây giờ á. Mình thuần chậu rồi mình cứ khoảng 1 năm đến năm rưỡi á, mình sẽ rũ toàn bộ lớp đất. Rồi mình sẽ sang chậu mới và mình nuôi tới bây giờ. Khi mà đem về á, thì là quý cô chú anh chị sẽ kiếm một cái chậu thiệt là dài. Ít nhất là cái chậu đó nó cũng phải tầm là khoảng 4 tấc á. Tại giờ cái chậu này nó đã tầm khoảng 2 tấc, 2 tấc rưỡi rồi. Thì khi mình đem về thì mình sẽ kiếm một cái chậu dài tầm khoảng 4 tấc trở lên. Mình sẽ nuôi cây. Nếu mà mình không có chậu dài thì mình sẽ kẹp cặp hai cái chậu như vậy. Thì nó mới nuôi được cái bộ rễ của cái cây. Và một điều lưu ý nữa khi mà quý cô chú anh chị đem về á.
Đem về á, mà khi mà mình vũ để á, là mình phải cắt hết cái tàn cây để cho cái cây mình nó không có bị mất sức đó quý cô chú anh chị. Chứ mà mình để cái lá như vậy thì cây mình nó sẽ mất sức nha. Em có quay rõ cho quý cô chú anh chị xem không? Nghỉ mai bằng bụng lắm rồi. Dạ, còn đây là cây số 8 đó quý cô chú anh chị. Dạ, đây là cây số 9. Cây số 9 là cái bộ đế rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Trời, có mấy chú ốc đang bò ở đây nữa. Mấy chú ốc sên nha. Về thì những cái loại này nó rất là đẹp, rất là thỏa sức sáng tạo cho quý cô chú anh chị luôn. Quý cô chú anh chị thấy không, có trái nó màu đỏ tươi rất là đẹp. Màu đỏ thì luôn mang đến sự may mắn á. Và các bạn số 10 này thì có giá 1 triệu nha quý cô chú anh chị. Cái bệ đế nó rất là nhiều, rất là bự luôn. Trồng phải thiệt là lâu năm và mình phải chăm sóc thì mới được cái bộ rễ như vậy. Để chị lấy một cây cho quý cô chú anh chị xem. Thì giống như cái này á, là những cái cây đó thì sau khi con rũ cái bộ rễ lên á và mình đôm nó lại á, mình quấn vòng vòng hoặc là mình hắt bính, mình sẽ tạo nên những cái kiểu khác nhau. Giống như cái cây này đây thì con tạo là cái dạng giống như là tháp Eiffel vậy đó, giống như hình chữ A vậy đó. Nó rất là đẹp. Và cái này thì là giống như là một cái vần trăng vậy đó. Giống như là tùy theo mình tạo cái bộ đế cho cây nha. Về thì quý cô chú anh chị có thể thỏa sức sáng tạo. Thì mình có thể là tạo hết em fan, tạo những vần trăng giống như con, hoặc là tạo dáng hát đổ đều được hết. Những cái cây này thì mình chưa có tạo dáng, giống như là mình chỉ trồng ở dưới đất rồi mình nuôi cái bộ rễ thôi, chứ mình chưa có tạo dáng. Thì mình có thể dùng những cái dây rút này nè để mà mình giữ cố định của cái cây, để cho cái cây của mình đẹp á quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con qua số ở điện thoại trên màn hình, cho con địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận thì con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị ở gần có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của con ở Cái Môn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và quý cô chú anh chị ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của con nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với con nhé.